như đã hứa thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về đế của hoa này và thân hoa này. Thì sau đây thì mời các bạn sẽ xem và tham khảo những cái gì mà mình trải nghiệm được nhé. Mẫu 1 là mình sử dụng sắt này. Các bạn ra quán sắt thì bảo họ cắt cho các bạn một cái tấm sắt khoảng 25x25cm và làm cho mình một cái cây sắt hàn ở phía trên này, để mình sau mình sẽ cắm cây hoa vào như này. Rồi, mẫu thứ hai thì các bạn sẽ làm bằng inox. Đây, các bạn cũng có thể bảo họ cắt hình tròn cũng được. Nếu mà sắt mỏng thì sẽ cắt to, còn như sắt này dày hơn thì các bạn sẽ làm đế nó bé hơn một chút. Còn đây là ống nhựa tiền phong, cái này mình sử dụng làm thân này. Cái ống này là phi 20. Nếu các bạn muốn uốn cong thì các bạn sẽ hơi nóng cái ống nhựa này để các bạn uốn nhé. Còn đây là ống đồng này. Ống đồng thì các bạn không cần phải hơi nóng đâu. Mua ống đồng này thì cũng khá là đắt, 15-20 một mét đấy. Và mình muốn giới thiệu các bạn một loại đế sẵn nữa. Đế này thì ở những cái xưởng mà chuyên cung cấp đồ trang trí sự kiện ấy thì là họ bán. Như cái đế tròn thì là mình hỏi giá là 70.000, thì họ sẽ bán kèm luôn cả một cái ống có cái đinh vít để các bạn ghim nó xuống. Còn đây là đế bằng gỗ các bạn nhé, các bạn cũng có thể làm bằng gỗ dày được. Nguyên liệu thì cũng vô vàn cho các bạn lựa chọn, nên là các bạn sẽ lựa chọn cái gì phù hợp nhất với mình nhé. Còn đây là chỉ mình chỉ là giới thiệu cho các bạn.